Thầy có nhận được một câu hỏi của một bạn hỏi thầy về các cặp góc so le trong, kể tên nó ra khi mà có cái hình vẽ như thế này. Tam giác ABC có hai điểm MN trên hai cạnh, xong rồi nối đường đường ngang, xong rồi nối đường đường chéo chéo như thế này. Thì chúng ta phải nhắc lại với nhau là so le trong là như thế nào. Cho hai đường thẳng AB bất kỳ có đường thẳng C thứ ba cắt vào đó tại A và tại B thì có hai cặp góc so le trong, đó là A3 và B1. A3 và B1. Rồi, A4 và B2. A4 và B2. Nói chung với hai đường AB bất kỳ thì chưa chắc cặp góc so le trong là nó đã bằng nhau đâu. Chỉ khi nào hai đường AB là hai đường song song thì có một đường cắt ngang thì mới tạo ra cặp góc so le trong bằng nhau, cặp góc đồng vị bằng nhau nhá. Đấy là tính chất mà chúng ta được thừa nhận trong chương trình toán lớp 7. Rồi, bây giờ vào cái bài hình này thì người đề bài muốn yêu cầu là kể ra các cặp góc so le trong. Vậy chúng ta phải chỉ ra từng cặp đường thẳng xong có một cái đường thứ ba cắt vào và chúng ta kể ra góc so le trong. Được không nào? Bây giờ nha. Và vấn đề ở đây tại sao lại đưa thành bài tập? Bởi vì các thầy cô đã chặn và giới hạn không kéo dài cái đường thẳng ra rồi. Để cho chúng ta kể để chúng ta hiểu bài thôi nhá. Nó là một bài tập thôi mà. Rồi bắt đầu. Khi chúng ta xét cái cặp là AB và AC. AB và AC có MN cắt thì chúng ta suy ra cặp góc so le trong là gì? Nháp nháp vào đây một tí tẹo được không? Cho dễ nhìn nhá. AB và AC. Nhưng mà cố định rồi, AB và AC. Xong có MN cắt. Đấy, như thế này. MN cắt. Thế thì so le trong đâu? Đây và đây. Vậy A1 và A1 đúng không? Rồi, và N2. Sao lại A1? M1 chứ. Để nhìn một đằng thì viết một kiểu. Đây này, M1 và N2. Rồi gì nữa? M này là M gì? M này là M23. M23 và N1. Xong. N23 là gì? À, M23 là gì? M23 của thầy là ý là góc M2 với M3 gộp lại ấy. Nó chính là bằng góc NMC nhá. Cho thầy viết tắt như thế này cho dễ hiểu. Đấy, một cặp hai đường thẳng có một đường cắt thì tạo ra hai cặp góc so le trong, ta kể xong rồi. Bây giờ thì nói đến cặp vẫn là AB và AC mà có BM cắt thì chúng ta suy ra cặp góc so le trong nào? Chúng ta nháp vào đây vậy. AB và AC. AB và AC như thế này. Xong có BM cắt. Thế thì ta sẽ có cặp góc là so le trong thế này đúng không? Đây là B gì? Đây là B1 à? Đây là M gì? Đây là M3. Vậy là B1 và M3. Rồi xong. Bây giờ xét đến cặp khác nhỉ? Cặp nào bây giờ? AB, AC rồi. Bây giờ là BA, BC được không? Nhưng mà không có cặp nào cắt BA và BC thì lại không có đường nào cắt hai cái này cả. Không tính. CA và CB. Được. CA và CB có BM cắt. Vẽ hình ra đây nhá. CA và CB. CB CA và có BM cắt. Vậy thì cặp góc so le trong đâu? Đây à? Và đây à? À, thì ta sẽ suy ra cặp góc A12 và B2. Đó chính là cặp góc so le trong. Thế rồi hai đường thẳng nào nữa? Trường hợp thứ tư thì thấy còn kể được là MN và BC có BM cắt. BM chính là đường thẳng thứ ba đấy. Thì ta suy ra gì? BM cắt vào hai đường này. Vậy ta có M2 và B2. M2 và B2. Như vậy trong hình này, trong hình vẽ có 1, 2, 3, 4, 5 5 cặp góc so le trong.